dùng võ thuật đối kháng không? Và nếu có thì dùng võ thuật thế nào là hợp lý? Con cũng có nghe về Phật tử có thể giết người vì mục đích to hơn, có thể như vậy không? Hồi xưa đó có một cái anh ảnh là thầy dạy võ, ảnh xin mượn cái sân chùa đó để ảnh dạy võ, thì cũng được sự đồng ý. Thì khi mà ảnh dạy như vậy đó, ảnh dạy chừng có 1 tháng ảnh nghỉ rồi, nhưng mà khi ảnh dạy đó, ảnh hỏi sư có tập võ không, sư mới hỏi ảnh là sư tập võ để làm chi. Anh nói là sư tập võ để tự vệ. Sư nói, lúc đó sư mới trả lời, mình tu làm sao để người ta không có quánh mình nó mới hay, chứ còn mình tu sao để người ta quánh mình mà để mình phải tự vệ thì nó quá dở. Đó. Rồi anh mới nói là còn không thì để tập thể dục. Sư nói, nếu mà tập thể dục á thì sư đi khất thực thì cũng tập thể dục được, đó đâu có cần phải tập võ đánh đấm làm chi. Rồi khi mà thì thôi đó, rồi khi mà sư đi tụng kinh xuống thì sư thấy mấy cái anh mà võ sinh ảnh đánh đấm ở dưới đó, thì sư mới hỏi anh sư bạn, hỏi ổng á, sư ngó coi bây giờ khi mà đấm như vậy đó, đấm bằng tâm gì? Thì rõ ràng đấm bằng tâm sân, tâm từ làm sao đấm. Sư nói thẳng, tâm từ không thể nào mà mình dung cái chưởng ra, mình dung nắm đấm ra để mình tổn thương người khác được, không có. Mình phải làm bằng tâm sân, mà một ông sư thì đâu thể nào mà dùng cái tâm sân để giải quyết vấn đề. Ừ. Rồi như vậy thì vũ khí của ông sư là cái gì? Xin thưa, vũ khí ông sư cũng không phải là miệng lưỡi đâu, không phải. Mà ở trong Tăng Chi, Đức Thế Tôn nói vũ khí của đứa nhỏ là tiếng khóc, vũ khí của phụ nữ là sắc đẹp, vũ khí của kẻ ngu á là sự ngang ngược, vũ khí của kẻ trí là lý luận, còn vũ khí của sa môn á là sự kham nhẫn. Ông thầy tu, cái vũ khí của ổng chỉ là sự kham nhẫn thôi. Người ta đánh mình, người ta chửi mình mà mình kham nhẫn được nó mới là giỏi, chứ còn mình đánh lại nó là dở đó. Thành ra là sư chỉ có đề nghị là hãy thực hành tứ niệm xứ. Bởi vì khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ chúng ta mới thành thật được với chính mình. Quý vị mới trả lời được là mình tập võ bằng tâm gì và mình đấm nhau bằng tâm gì. Còn nếu không thì mình chỉ là lừa mình dối người thôi. Ừ. Còn cái chuyện là Phật tử có thể giết người vì mục đích to hơn thì xin thưa là không có nha, không hề có. Nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Nếu như chúng ta ý thức được cái quả báo của hành động ác như là Thế Tôn biết, thì sư tin chắc là chúng ta không có dám phạm giới đâu. Còn cái mục đích cao hơn thì sư không chắc. Bởi vì ngay cả Bồ Tát thì cũng có những kiếp do Bồ Tát còn có tà kiến, cho nên là Bồ Tát cũng vì mục đích cao hơn mà Bồ Tát giết người và sau đó Bồ Tát cũng đi địa ngục. Chứ chúng ta không thể nào nói là mình vì mục đích cao hơn cho nên mình được phép, thì không bao giờ khuyến khích nha. Không biết là về cái vấn đề thú vị này thì sư Tề Tường có cái nhìn như thế nào? Thưa thầy Đức, kính thưa quý vị, riêng câu hỏi đầu tiên về võ thuật đó, thì Đức Thanh Tại đưa ra những ví dụ, chính xác là đây không phải ví dụ nữa mà một câu chuyện rất là sống động, rất là sống động và rất là chân thật, và cũng lột tả hết được cái vấn đề, không? Nghe lột tả hết được cái câu trả lời rồi, cho nên là sư có không có nói thêm về cái câu hỏi số 1 là câu hỏi về võ thuật đó. Còn riêng câu hỏi thứ hai á, thì sư cũng đồng ý với Đức Hành Tại một điều, mà cái điều này là mấu chốt quan trọng, quý vị phải ghi nhớ là như vậy. Mà Đức Hành Tại có nhấn mạnh, sư chỉ muốn nhắc lại thôi để cho quý vị có ấn tượng thôi, là Đức Hành Tại có dẫn chứng là trong
lúc mà ngài còn là Bồ Tát thì do ngài vẫn còn tà kiến cho nên ngài có thể giết người. Nhưng mà cái giết người ở đây quý vị phải hiểu á, là cái hành động ở đây á, là do tham ái, do tham, do sân, do si, do cái sự vô minh, do tà kiến cho nên ngài giết, chứ không phải là ngài giết người để huân tập ba la mật. Hiểu như vậy là không có phải, thưa vị. Tại vì ở đây xin muốn rõ hơn, tại vì nhiều khi vị đọc có những tích Bồ Tát giống như ngài Bồ Tát ngài ngài giết người, ngài đánh đập chúng sanh, rồi đi khi quý vị sẽ không hiểu, quý vị nói cái đó là chắc cái đó là đang 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 làm huân tập ba la mật đó, chắc như vậy thì cái đó điều đó không đúng. Mình phải hiểu là cái điều đó đó làm là do cái vô minh, do cái vô minh cho nên là nó thúc đẩy nó làm, chứ không phải là làm cái hành động ác đó, là để huân tập ba la mật, cái đó không đúng, không đúng với tinh thần kinh điển và không đúng với tinh thần là Phật dạy. Và cũng xin kết thúc cái câu trả lời này. Dạ vâng. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.